Hi, mến chào tất cả các bạn. Trước mắt các bạn là một cái con router, con modem của Viettel các bạn nha. Cái này mình đi làm mình nhặt được. Cái con này có tên là con gì đây? 8045A2 các bạn. Có nhiều bạn comment hỏi mình chặn người khác sử dụng trên cái con này như thế nào. Trên mỗi cái con wifi nó có cách khác nhau các bạn. Nếu mà các bạn đang sử dụng những cái con modem kia, các bạn vào wifi các bạn sẽ thấy một cái danh sách, một cái list address để các bạn chặn cái MAC của người khác sử dụng wifi các bạn á, thì các bạn add vào đó. Còn riêng cái con này thì các bạn vào đó không thấy thì nó hơi bỡ ngỡ đối với các bạn nha. Thì trong quá trình mình làm video thì mình biết cái nào mình chia sẻ cái đó. Ok, với cái router này thì khá là đơn giản, các bạn ghét thằng nào là các bạn chặn thằng đó, rất là đơn giản luôn, không cần phải add phải gì hết. Mình sẽ quay màn hình lại cho các bạn cùng tham khảo nha. Trước hết là trên cái con modem này mình sẽ làm chặn người khác sử dụng wifi nhà mình các bạn nha. Trên cái con này, thấy con này nó hơi khó xíu, hơi khác so với những cái con kia thôi chứ không phải là khó. Mình sẽ thao tác, bạn nào chưa biết thì cũng có thể tham khảo, bạn nào biết rồi thì bỏ qua giúp mình nha. Ok, và cái việc mà login đăng nhập vào modem thì mình không nói nữa. Đối với Viettel thì rất là đơn giản, nó có hết ở dưới đít cái modem rồi. Các bạn lật lên các bạn sẽ thấy nha, tên wifi, mật khẩu wifi, tên đăng nhập modem và mật khẩu đăng nhập modem, nó có hết ở dưới đít dưới này đó. Cho cái điện thoại mình nó không có lấy né được, và không cảm nhé, đó có hết. Ok, bây giờ mình sẽ quay màn hình lại các bạn nha. Rồi, cái con Viettel này mình đã reset rồi các bạn. Bạn nào có nhặt được hoặc là ở đâu có thì các bạn tốt nhất là cách reset. Đối với con modem Viettel á, các bạn chỉ set up bằng cái điện thoại thôi, còn các bạn cắm vào máy tính thì nó sẽ ghi ra một cái dữ liệu là không tồn tại hay gì đó, mình quên quá lâu quá không có đăng nhập vào máy tính, các bạn không cảm nhé. Đó, cái tên modem này là Huawei WDOT, con router con modem này là của hãng Huawei. Mình sẽ kết nối vào các bạn nha. Làm gì cũng vậy, muốn cài đặt được nó thì chúng ta phải chắc chắn là chúng ta phải đi để kết nối vào nó với nè. Con này là không có sử dụng mạng các bạn nha. Mình chia sẻ các bạn là cách để chặn cái người khác sử dụng trên cái modem thôi, còn không có sử dụng mạng được. Ok, vào nó thì cũng nhấp vào 192.168.1.1 các bạn nha. Mình sẽ lít lại cho các bạn xem nè. 192.168.1.1 để xem còn kết nối được hay không. Rồi, đối với trường hợp không kết nối được thì các bạn xóa lịch sử đi giúp mình nha. Hiện tại cài đặt trên Google Chrome nó hay bị lỗi như vậy các bạn. Xóa lịch sử duyệt web đi nha. Nhấp vào cái ba chấm á, xóa cái lịch sử đi, rồi mình sẽ kết nối vào lại nè. Đó, các bạn thấy xóa lịch sử nó vào liền ha. 192.168.1.1 các bạn ha. Nhấp vào nè, nó ra như thế này, các bạn nhấp vào chữ nâng cao nhé. Rồi nhấp vào tiếp tục truy cập 192.168.1.1 không an toàn. Bước này thì quá đơn giản rồi. Đó, nó hiện ra giao diện như này, các bạn nhập mật khẩu vào nha. Vấn đề này mà nói nhiều rồi, nó nằm ở dưới đít modem có hết nha. Login thì admin. Mật khẩu HWTC 168 A 869 C. Nhấp vào login bạn nha. Ok, với giao diện thì nó ra như thế này thôi các bạn. Chờ xíu nha. Đó. Nếu bạn nào đang sử dụng thì ở qua này nó sẽ hiển thị tài khoản nha, chữ new chỗ này nè. Nhưng mà cái này do mình reset rồi nó không có hiển thị chi cả. Chỉ có thấy tên wifi và mật khẩu là dấu chấm chấm này thôi. Chúng ta sẽ làm việc ở trong phần Advanced Setup chỗ này nhé. Advanced Setup. Các bạn quan tâm giúp mình là có một cái dòng ha, mình đang chữ status nha. Mình đang kết nối bằng cái điện thoại của mình thì các bạn nhấp vào chữ User Device Information, cái dòng thứ hai từ dưới điểm lên các bạn nha. Nó nằm ở cái tab đầu tiên này, cái tab các bạn thấy chọn là nó sẽ hiển thị cái tab màu đỏ nha. Đó, đang chữ status. Rồi mình sẽ chọn cái dòng thứ hai từ dưới điểm lên. Mình nói thật chậm các bạn nào quan tâm thì làm thật chậm theo như mình nhé, tại vì mình nói nhanh quá có nhiều bạn làm không kịp. Ok,
status nè, chọn dòng thứ hai từ dưới điểm lên, tức là chữ user device information nhé. Đó, user device information nó sẽ hiển thị ra như thế này các bạn, tức là những cái máy nào, những thiết bị nào kết nối vào nó sẽ hiển thị như thế này. Mình sẽ tiếp tục dùng một cái điện thoại Samsung nữa, mình có một cái điện thoại mình sẽ tiếp tục kết nối vào, các bạn sẽ thấy nó hiển thị lên hai bạn ha. Đây mình sẽ kết nối vào cho các bạn xem. Đó, mình đã lấy một thêm một cái máy nữa mình kết nối, rồi các bạn sẽ thấy nó hiển thị hai dòng nha. Mình nhấp lại. Rồi vào user device information, nó sẽ ra hai dòng cho các bạn xem. Đấy, hai thiết bị. Thì tùy theo cái điện thoại mà nó có hiển thị tên các bạn nha, riêng cái điện thoại mình thì các bạn thấy hiển thị Galaxy J7 Pro. Còn cái điện thoại mình có một cái điện thoại Samsung kết nối vào, nó không hiển thị cái tên mà nó hiển thị cho Android. Thì các bạn tùy theo các bạn vào cái danh sách các bạn bù đùm các bạn thấy thằng nào lạ lạ các bạn ghét thì các bạn chặn nó thôi, chặn rất là đơn giản. Ở đây thì nó ra danh sách như thế này, các bạn không cần tạo danh sách gì cả, các bạn cứ lướt qua bên này nhé. Mình chặn cái thứ hai là cái Android các bạn nhé, mình chặn nó đi. Mình sẽ nhấp vào cái dòng, tức là mỗi con nó sẽ có 3 dòng, mỗi cái điện thoại kết nối nó sẽ chữ 3 dòng nhé. Detail nè, Share Access nè, Network Application nhé. Mình nói tiếng Anh không rành, có thể nó không đúng thì các bạn thông cảm. Ở đây mình muốn chặn cái con Android này, Android là có con ở dưới nha bạn nhé. Đó, đây IP address, đây MAC address, mình không cần phải copy gì cả, chúng ta sẽ bấm vào chữ Network Application ha. Network Application nó sẽ hiển thị ra chúng ta như thế nào. Chờ xíu các bạn nha, cho nó tải, nó lấy dữ liệu. Cái con router này nó làm việc khá chậm, con router này chắc cũng lâu đời rồi bạn, giờ thì như Viettel nó sử dụng cái mới không à. Đó, nó sẽ ra như thế này các bạn. Các bạn nhấp vào chữ lúc nãy thì nó sẽ ra như thế này. Các bạn bấm vào chữ mask filter giúp mình nha. Muốn chọn mask thì chọn mask filter, tại vì IP thì mỗi lần modem nó cấp phát thì nó sẽ cấp phát một cái địa chỉ IP khác tới cái điện thoại các bạn, nên các bạn tốt nhất là chọn cái địa chỉ mask filter. Nhấp vào mask filter và vô tình nó sẽ nhảy ra cái chữ security này các bạn thấy không? Lúc nãy là mình chữ status, bây giờ nó hiển thị ra chữ security và nó đang dòng chữ wkplan mask filter config ha các bạn ha. Đó, nó ra giao diện như thế này. Như này các bạn. Nếu mà các bạn thấy chữ enable wkplan mask filter nó chưa có dấu chết thì các bạn chết lên nhé. Tại bình thường nó sẽ ra như thế này, chúng ta sẽ chết lên ha. Đó. Chết lên và các bạn quay lại chữ status đó. Mình nói giả sử nha, nếu như các bạn chưa tích lên nha, cái dấu chết này nó chưa chết lên nè, dấu này nó chưa chết lên nè. Thì các bạn nhớ chết lên nha. Chết lên xong các bạn quay lại chữ status nè. Có thể là nhiều cách khác nhau thì mình làm theo cách này, các bạn quan tâm thì cứ làm theo cách này của mình nha. Rồi các bạn chết lên rồi, các bạn bấm vào là chữ status rồi bấm lại chữ user device info nè. Mình làm thật chậm có thể nó hơi rối, các bạn thông cảm nha. Đó, tiếp tục chúng ta sẽ chọn lại nè ha. Network application nè. Rồi chúng ta sẽ kéo qua do cái màn hình mình nó không to được. Làm trên điện thoại nó rắc rối như vậy các bạn. Chúng ta chọn mask filter nè. Mình nói hơi dài dòng các bạn thông cảm nha, có thể là có nhiều người chửi mình đấy. Chọn vào mask filter, đó nó ra giao diện như thế này, cái nút chat này lên. Và các bạn thấy chữ blacklist nè ha. Whitelist là cho sử dụng, blacklist là danh sách đen không cho sử dụng các bạn nha, không cho kết nối. Nó nằm sẵn chữ blacklist. Các bạn chặn ghét thằng nào chặn đó, rất là đơn giản. Nó hiển thị như thế này thì dĩ nhiên các bạn thấy ở đây đi nè, cái mask address nè. Mình bấm thằng lúc nãy là chữ Android là nó sẽ ra cái mask là mask của thằng Android. Bây giờ mình sẽ bấm apply cho các bạn xem nhé. Bấm apply lại nè. Bấm apply lại rồi nhé. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái màn hình điện thoại Samsung cho bạn xem thử kết nối được hay không nhé. Đây các bạn, lúc nãy mình kết nối cái con Samsung và mình chặn cái con này các bạn nha. Bây giờ mình sẽ kết nối wifi cho các bạn xem nhé. Thử xem được không nhé. Vào ứng dụng nè, vào cài đặt nè. Vào chữ wifi nha. Đó, nó đang hiếu của wifi ha. Lúc nãy là cái chữ Huawei WDS nó đang kết nối và mình chặn nó rồi, không kết nối được. Rất tiếc là mình có hai cái điện thoại không có quay được cho các bạn xem ha. Mình hiện tại đang ở cơ quan, không có máy quay để quay cho các bạn xem. Đó, các bạn nhấp vào nó cũng không kết nối được nha. Cái này là đang kết nối được rồi nè. Đó, các bạn chặn nó như vậy nó không kết nối được. Ok, bây giờ sẽ quay lại màn hình, xóa bỏ nó cho các bạn xem nha. Rồi. Bây giờ chúng ta muốn xóa bỏ nó như thế nào? Ví dụ như mình chặn nhầm ha, mình ví dụ như trường hợp là mình chặn nhầm cái điện thoại của người thân của mình, tại vì mình không có biết tên nó hiển thị, nhiều khi chữ Android, chữ gì đó thì nhiều khi chúng ta chặn nhầm cái điện thoại trong gia đình chúng ta thì không sử dụng được cái wifi, chúng ta tích vào nó.
Các bạn nhớ nha, tích vào nó nha. Tại vì hiển thị có một cái wifi nên các bạn thấy có một dòng, chứ nếu mà các bạn kết nối nhiều thì nó sẽ thấy nhiều dòng, chặn nhiều dòng. Các bạn tích vào nó nha, nhớ chọn tích vào nó. Rồi chúng ta sẽ qua đây, chúng ta chọn chữ delete là xóa cái dòng đó đi ha các bạn ha. Nhấp vào chữ delete nè. Đó, nhấp vào chữ delete, nhấp ok ha. Rồi chúng ta đã delete nó rồi. Bây giờ sẽ quay lại cái điện thoại Samsung tiếp tục thử xem nó kết nối được wifi không các bạn nha. Cái vấn đề ở đây mình nói là kết nối wifi chứ không phải là sử dụng mạng các bạn nha. Sử dụng mạng là khác rồi. Cái con wifi này không có kết nối nguồn nữa, nó không sử dụng mạng mạng. Đây. Đây, con Huawei lúc nãy đây bạn. Mình sẽ kết nối thử cho các bạn xem nha. Thử kết nối được không nha. Kết nối này. Đó, các bạn bỏ chặn nó thì kết nối được ha. Đó là một cái vấn đề mà nhiều bạn comment hỏi mình thì mình chia sẻ, biết cái nào mình chia sẻ cái đó nha. Với cái thao tác này thì giúp bạn ghét thằng nào là các bạn chặn thằng đó, rất là đơn giản luôn. Còn các bạn đừng nhấp vào blacklist nhé, chữ whitelist nhé, whitelist là cho phép sử dụng, blacklist là nó chặn, danh sách đen ấy, nó không cho phép sử dụng. Các bạn cứ thao tác theo mình và làm thật chậm. Các bạn nếu mà làm không được, các bạn xem video này một hai lần gì đó, các bạn làm thật chậm nhé. Để nhiều khi các bạn làm không được quay ra lại chửi mình. Cái vấn đề mà chặn wifi á, chặn người khác sử dụng wifi nhà mình được rất là nhiều bạn quan tâm, nhưng mà nhiều khi các bạn làm không được, các bạn vô tình chặn luôn cái máy của mình, các bạn không thể nào mà kết nối vào cái modem. Điều đó bắt buộc các bạn phải sử dụng máy tính hay gì đó mới kết nối được, mới thao tác được. Thì các bạn làm thật kỹ giúp mình nhé. Rồi video kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Nếu mà gặp vấn đề nào các bạn cứ comment phía bên dưới. Nếu mình biết thì mình sẽ chia sẻ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.